Em có chắc cái ly hồi đó anh mua. Hello everyone, mình chào mọi người nha, tình yêu làm nha. Ok. Màu này là màu white N3, màu white white luôn á. Coi hoài quyền, ghiền hoài hả? Ghiền đi giống như thuốc phiện vậy đó, cho tôi bán được hàng chứ. Coi nhớ mua nha, chứ không phải coi không nha. Ok. Thì anh thấy tình yêu đắp cái chỗ này nó mỏng không? Nhưng mà tình yêu lúc nào cũng kéo hai bên này vô này. Đó. Kéo lúc nào kéo bột hay vô, khỏi cần nói, khỏi cần hỏi cũng biết là kéo vô rồi đúng không? Kéo vô cho nó ở giữa nó dày nè. Đó, giữa cho nó dày nè. Đó, tuyệt tì, không cần phải gấp, không cần phải vội vàng lắm đâu. Móng dài mình vuốt từ từ vuốt hồi nó mới cứng đúng không? Vuốt hồi nó mới cứng mới ghê. À, lấy cục bột dư ra nè, thấy chưa, nó gọn như trong cái móng luôn nè, thấy chưa. À, nó gọn như trong cái móng luôn nè. Đó. Rồi giờ có gửi qua châu Âu không vậy anh tình yêu? Dạ có anh, em có gửi everywhere luôn, ở đâu cũng gửi hết, chỉ có Việt Nam mà em không gửi tới thôi. Lấy màu một pin, màu này là màu N5 nè, nhẹ thôi nè, kéo nhẹ nè, thấy chưa, kéo nhẹ nè, kéo nhẹ cái cọ nè. Đó. Ê, nó lon ra là ngưng, đừng có đụng lại tới nó nữa, là lấy cục thứ hai thôi này, cục thứ hai lấy ít thôi. Okay. Anh chị em thấy hay, anh chị em share dùm cho tình yêu nha. Trời ơi, năn nỉ hoài là phải share chứ. Đó, phải coi là phải share nha. Share dùm cho nó nhiều người coi. Để nhiều người biết tới chứ. Đó, rồi bỏ cục bột lia lên nè. Đó. Đây, cục bột lia bỏ lên nè. Nhẹ nhàng thôi, đẩy cục bột lên nè. Đó, đưa cục bột ngay trên giữa kéo nè. Đó, đưa bột đập là kéo là nó dư thì mình lấy ra. Đó, kéo cho nó đều. Ok. Có gửi qua có bộ cứ bị thích khi anh làm ombre thì dạ anh cho em vừa coi nha. Rồi bây giờ mình làm cái món này là nguyên một móng nè, đắp nguyên móng nè. Ok. Màu này là màu thêm 5N14 ha nè. Cái cục bột dày nè, bỏ nhẹ nè, để nhẹ xuống nè, dỡ cái cọ hỏng cái cọ lên nè, nhẹ nè, cho nó thon lại nè. Đó, rồi nghiêng qua là vuốt nè, nghiêng qua nè, đập nè, bây giờ là mình đập nè, vừa đập vừa kéo nè, xí vừa đập vừa kéo, nghiêng cái móng tay người ta qua, nghiêng qua nghiêng lại mới vuốt được, mới thấy đường mà nó không có bị thiếu bột nè. Đó, nghiêng qua nè, nghiêng lại nè, thấy không, rồi nghiêng qua nè, ém nè, nghiêng là vuốt nè, nghiêng qua nè. Đó, nghiêng qua nghiêng lại cục bột nó mới đều được và nó mới đầy đủ trên cái móng được chứ. Anh chị em có để một chỗ, anh chị em cứ vuốt ào 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 ở chính giữa nó bị phồng ra,
là không có được nha. Đó, vuốt vô, vuốt vô. Đó. Nguyên món nè, bắt từ từ vuốt nè. Ếm bột nè. Lấy cục bột dư ra nè. Đó. Thấy không? Xong rồi làm cái gì? Thấy ok, nó chưa có đều nè. Cái món nó chưa có đều nè. Nó kia nó còn chưa có đều, lấy cục bột nè. Lấy cục chút xíu thôi. Nè, bỏ nè, thấm nè. Bỏ ngay đây nè. Rồi xét vô trong kia đi cò này, kéo nhẹ xuống nè. Xí, đó, nè, kéo nè. Đó là nó đều nè. Thấy chưa, cục bột nó đều. Đó, như vậy là nó đẹp rồi, không cần đụng đậy thế. À, móng ngắn thì ướt sao anh? À, móng ngắn thì mình vuốt cũng giống vậy thôi, nhưng mà mình lấy bột ít lại. Ok, bây giờ mình làm, mình cắt bột nè. Và trái phiêu mình cắt bột nè anh chị em. Này, cái ngón này là ngón cắt bột nè, bỏ lên nè. Anh chị em nào coi nhớ share dùm nha. À, mấy trăm người coi nhớ, mấy trăm người share là ok, là đông người coi. Bộ nail này đẹp nè, tay cô gái này cũng đẹp nè. Đó, nhớ từ từ nè, từ từ, thấy không, tình yêu làm không? Bột, cái bột nó không có dày lên trên cái cuticle nè. Đó, kéo xuống nè, ok. Đưa bột vô nè, đưa bột vô nè. Đó, đưa vô nè, đưa vô nè. Đó, rồi ngưng. Tới đây ngưng coi tình hình sao, nó có đẹp chưa. Nó chưa đẹp thì cho nó thêm miếng nữa. Đấy, cho nó thêm miếng nè, cho nó đẹp. Chưa? Rồi sao mà mình để đó, mình lấy con dao nè, ok, mình coi con dao nó có dính bột lên trên con dao không. Cây cọ anh đắp có bóp chứ em không bóp sao em ra được, em ra được cái xếp được. Anh có bán nha, anh chị em nào muốn mua cọ nhớ gọi cho tình yêu nha. 832 216 7717 nha. Cọ này cọ số 14. Móng bột anh chị em nên nhớ là móng ngắn, mình đừng có lấy nó nhão quá. Anh chị em lấy nó nhão quá nó sẽ bị chảy. Anh chị em bột mà mình lấy nhão quá nó chảy, mình lấy ướt quá nó chảy, mình lấy vừa thôi. Ok, mình lấy nó vừa khô là ok rồi. Ví dụ mình cắt ngay cái mép này thì mình phải đây, mình phải cắt ngay cái mép nè, thì nó sẽ nằm ngay chính giữa cho mình. Ok, ví dụ nó hơi méo thì mình coi nó ngay chưa, mình chỉnh lại. Đó, nó chỉnh lại ngay bên đây nè. Đó, nhìn nó chỉnh lại nè. Đó, bây giờ là nó sẽ thẳng. Ok, rồi nó thẳng rồi, mình làm cái gì? Đó, chị em coi nhớ share dùm cho tình yêu nha. Em có mua rồi ý hi hi, tại em thấy cái cây cọ của em nó bè hơn. Ok, khi nó bè hơn á anh chị em nhớ nè, nó muốn nó gom, khi mình làm á mình nhớ nè, mình vuốt nè. Vuốt nè, đó là mình vuốt nhẹ thôi, mình đừng có cho nó bè ra, thấy không? Ok, giờ mình làm cái màu trắng lên đây nè, nè. Nghiêng cái màu trắng nè, nhớ lấy cái màu trắng nè. Lấy ít thôi, nó cho nó khô nè. Cho nó khô nè anh chị em, bỏ lên nè. Nghiêng cái tay người ta qua nè, đẩy lên nè, đẩy từ từ cái móng lên nè. Cái bột lên nè, đó, đẩy lên nè. Đẩy lên nè. Xí, đẩy lên nè. Rồi từ từ nè, để cho bột nó khô là mình nghiêng nó, mình nghiêng cái móng tay người ta, bột nó mới chảy vô. Chứ mình nghiêng vậy nó chảy xuống đây không được, phải nghiêng qua như vậy cho mình nhé. Bên nào thì mình nghiêng bên đó, mình nghiêng. Nghiêng cho bột nó đi vô, đó, rồi mình ém nó vô, khi bột nó khô mình ém nó. Mình ém nó cho nó đẹp. Ém nó cho nó đẹp. Rồi, mình qua đây mình bỏ cục bên đây. Đó, mình lấy cục bột nè. Mình nghiêng cái móng tay qua. Đó, mình nghiêng cái móng tay qua nè. Nè, mình nghiêng qua. Đó, nghiêng qua. Thấy chưa? Cho mình đưa cục bột lên, dùng cái cọ đẩy nè. Đẩy lên nè. Đẩy nè. Đẩy nè. Đẩy xong coi thử nó có bằng bên đây chưa. Đó. Coi nó bằng chưa. Đó, nó bằng nhau. Thấy không? Bây giờ mình vuốt xuống nè. Vuốt nè. Dùng chui cái cọ cho nó bén nè. Vuốt xuống nè. Vuốt bột vô nè. Đó.
là mình ém vô nè, ém nè, ém nè, kéo xuống, kéo bột xuống, kéo vô, nhớ kéo vô nha. Bên đây cũng vậy, ém nè, nó khô là ém nè. Đó, thấy chưa, nó ra chữ V shape đó. Cái này là cái V shape của mình nè, anh chị em thấy không? Anh chị em nhớ coi là phải xe dùm cho tình yêu nha, năn nỉ lắm á, năn nỉ luôn á, năn nỉ xe không phải là xe để chi đâu, mà xe để có nhiều người, có nhiều người biết đến để học, để coi, và có nhiều người người ta cũng cần để học những cái cách này đó. Là mình ém nè, dùng cái khăn cọ mình ém vô anh chị em đó, mình ém vô tí xíu mình vũa nó dễ hơn nha. Rồi bây giờ mình làm cái gì? Ok, rồi mình làm ombre. Cái móng này mình cắt luôn bột luôn nè. Đây, màu white nè, màu white nè, ok, thấm xuống nè, bỏ lên nè, ok, đó là đưa nè, đưa cục bột vô nè, đưa cục bột vô nè, để yên đó, chuối cái tay người ta xuống nè, ok. Đây, nhớ nha. Rồi anh chị em từ từ đưa xuống nè, đưa cục bột xuống. Thank you, hello Trinh Hùng, hello mọi người nha. Anh chị em nào mới vô nhớ sẽ tình yêu say hello, ok. Hello Vinny, khỏe không Vinny? Lúc này tập tạ đẹp, đẹp gái quá á, lộn, tập tạ đẹp quá, 6 muối. Anh sao anh tập hoài nó có muối gì cưng, có cách nào chỉ anh không? Cho anh tập hoài, anh cũng ôm hai cục tạ, mà tạ mà loại, anh ôm hai tạ loại tạ thứ dữ đi em, mà sao nó cũng nó cũng một cục là sao ta? Chắc tạ của mình này dữ quá, tập của anh tập cái tạ của anh nó hai giống như hai cục bột vậy đó. Ok, xong rồi mình làm ombre luôn nha, mình làm ombre luôn nè. Nè, nhớ làm ombre luôn nè, ok. Làm ombre nè. Kéo nhẹ nè, ok, kéo nhẹ nè. Thấy chưa? Mình kéo nhẹ cho nó lon ra đẹp không? Xong rồi làm gì? Thêm cục nữa nè. Đó, thêm cục nữa nè. Bỏ lên nè. Kéo nè, đó, kéo nhẹ cái tay nè. Thấy chưa? Nhớ kéo nhẹ cái tay. Rồi mình chỉnh đốn nè. Chỉnh đốn nè, xong rồi đợi cho nó khô nè, cắt nè. Cắt nè. Cắt bên đây, ví dụ mình bên kia mình cắt bên đây thì bên đây mình phải cắt ngược lại, là cắt bên đây nè. Đó, cắt nè. Lấy cục bột dư ra nè. Thấy chưa? Ok, đó. Rồi để yên đó. Hello chị Thanh Tâm, Thanh Tâm. Dạ, cây cọ số 14 với 16 của em là giá cây cọ số 14 là 32 đồng chị, còn cái cối cọ số 16 là 35 đồng. Ok, em đắp nguyên móng nha. Rồi, em đắp nguyên móng nè, tí xíu em quay lại em đắp cái đó sau. Tại nó là kim tuyến mình phải lắp sau cùng. Ok, bỏ lên nè. Nè, bỏ nhẹ nè. Đó, bỏ nhẹ, đừng có bột cho nó tràn ra, thấy chưa? Anh tình yêu đắp bột, tình yêu không có cho nó tràn ra ngoài móng, để cho nó vô trong để mình dùng cái cọ mình ém nó vô. À, ém nó vô nè, ém nó vô, đập lên kia đi cò, đập nè, thấy chưa? Vừa quay qua nè, quay cái móng qua nè. Quay cái móng lại nè, đó, quay qua, quay lại, đừng cho nó chảy ra, nó quay nè. Quay nè, đó, vừa làm vừa ém vô. Ém vô nè, open your hand please. Yeah, thank you. Đó, giờ vừa làm vừa ém. Đó, ém nè. Ém nè. Đó, ém nè. Hello Hương Trần ở Sài Gòn, không biết chỗ nào làm đẹp như anh luôn. Đó, ở Sài Gòn thì chắc có lẽ tình yêu không có biết Việt Nam nhiều anh chị em, cho nên không có biết. Nhiều khi tình yêu không dám giới thiệu tới làm không đẹp, mất công bị ăn đòn chết luôn. Đó, cho nên là cứ vô đại đi, biết nào
người ta làm không đẹp thì kêu người ta trả tiền lại. Cái nào làm đẹp thì thôi đó. Rồi thì mình muốn chắc ăn mình cho nó thêm miếng anh chị em, cho nó thêm miếng đó vào đây, kéo cho nó đẹp nè, cho nó đều bột nè, thấy chưa anh chị em, thấy không, nó sát lên, đưa anh chị em sát coi rất là kỹ nha, anh chị em nhớ xe dùm nha. Đó, tí xíu tình yêu còn làm nhiều cái trên này lắm. Màu số này là màu nãy hả, màu này là màu thêm 5. Ok rồi, bây giờ tình yêu sẽ bỏ đây nha, bỏ thêm cái móng ở đây, đây đây là cái kim tuyến nè, đây cái kim tuyến nè, tình yêu thấm nè, khô nè, cho nó khô nè. Chị ơi làm fan có vuốt vậy không? Ở đây không có chị đâu nha, nếu mà kêu bằng chị là thua luôn, anh không phải là chị. Anh đâu phải bóng đâu cưng, anh là đàn ông mà, trời anh là men 100% luôn. Trời ơi dám kêu tôi bằng chị hả? Đợi tôi bằng chị ha, tôi đợi tôi đi Thái Lan hoặc tôi đi Korea mới được. Rồi nhớ là đẩy vô nè, nhớ đẩy vô nè, xí. Ở dưới này nó chưa đủ nè, kéo vô nè, xí, kéo vô. Em nó vô cho nó đều cái móng nè, cho nó đều cái móng. Nhớ đừng cho nó lan qua bên đây nha, nhớ là đừng có cho nó lan qua bên cái màu trắng này nha. Nó lan qua bên màu trắng là nó sẽ không có đẹp. Cười gì? Đặng Văn Cường kêu tôi bằng chị kìa. Má ơi. Trời ơi, tôi có vợ có con đàng hoàng á. Men 100% luôn. Nếu mà nói vậy á, nói nếu mà nói dân chơi là cứng ngắc luôn đó cưng. Nói mà nói là nói về mà cái kiểu dân chơi là anh cứng ngắc luôn á. Nhớ vuốt vô nha, nhớ ém vô nè. Rồi xong đó, xong rồi mình làm gì anh chị em? Đây là sau cùng là mình làm gì? Đây mình bỏ một lớp bột lia lên nè, bột lia lên, bột lia mỏng thôi, không có cần dày. Tối về anh đi câu cá này cưng, karaoke gì hoài, karaoke hoài chúng chửi chết. Chúng nó hát dở mà cứ hát hoài chết luôn. Em vô lại làm lại mà thấy ghê luôn. Sợ rồi đúng không? Anh nói là em sợ liền luôn á. Nhớ sorry anh nha, anh là đàn ông cứng ngắc luôn á cho em biết. Em đừng có giỡn, mỗi ngày anh dí vợ anh chạy vòng vòng luôn á cho đừng có giỡn. Nhớ vuốt xuống từ trên dưới nha anh chị em. Bột lia, bột lia nha, nhớ vuốt vô. Đừng có cho nó chạy ra ngoài, nhớ vuốt bột vô nha. Xí, đó. Cười gì? Vì ở Sài Gòn anh học anh Tuấn Nguyễn đẹp như tình yêu luôn. Rồi, xin lỗi nha, ở đó mình không biết. Mình không biết đâu, nhiều khi anh không có biết đâu em ơi. Học học anh mới biết chứ học ai anh đâu có biết. Rồi nhớ ém vô nè, đó nhớ ém vô, đó, nhớ ém cái bột vô nha. Ok rồi, thấy chưa, nhìn đúng đẹp luôn á, nhìn đó. Rồi xong mình nhìn cái bàn tay tí xíu nữa anh trang trí lên đây là nhức nách luôn á nha. Ok giờ mình vũa nha anh chị em. Tí xíu nữa mình còn trang trí trên đây nữa, anh chị em đừng có lo, nhìn là đúng đẹp luôn, nhìn nó rất là nhã nhặn bộ tay. Ok nhìn tay con này có thon nè, nè nó nhìn đúng đẹp luôn. Chưa vũa mà đã đẹp, dạ, cảm ơn chị Vinh Nhật Vi. Em thích ai nói vậy lắm á. Em thích ai nói vậy lắm á. Mới có đắp bột thôi mà đã nhảy ra rồi, chưa có ai không có cái chiêu mà chưa có làm xong mà đã nhảy ra nha, coi coi nửa chừng rồi bỏ đoạn mà đắp bột xong mà chạy mất tiêu hết rồi.
không có chơi vậy nha, coi là phải coi cho hết. Hello Thảo Võ. Ok, anh ngày nào cũng chia sẻ mà em. Everyday, một ngày nhiều khi làm 2-3 cái like luôn. Rồi bây giờ mình vũa đây. Giờ mình vũa nha. Xin lỗi xin lỗi anh chị em nha, tại vì tình yêu không có đeo bao tay được, cho nên xin phép khách rồi, rồi kêu khách đi rửa tay rồi. Bây giờ tình yêu làm không có bao tay nha anh chị em, đừng có cầm lên nhé. Đó, nhớ dũa nè, nhẹ nhàng thôi, nhớ đặt cái dũa ở dưới nè, dũa. Đó. Tay cô này đúng đẹp luôn, tay bằng tay đẹp quá, bằng tay cô này đẹp, đẹp gái nữa. Gì nói gì vậy? Xem anh mấy năm rồi chưa chán. Thôi em đừng chán anh em. Chán nghĩa là hết yêu anh rồi, đúng không? Em mà chán anh là ha, chán anh là coi như là chán cơm luôn á. Khi nào mà hả, đừng có chán anh. Rồi, nhớ vũa cho nhẹ nhàng thôi, không cần phải dùng sức đâu. Nhớ nha. Hello One Me, Mai One Nguyễn. Kêu bạn vô coi. Coi nhiều đi cho anh có nhiều view chứ. Mấy bạn không share làm sao tình yêu có nhiều view được. Mình phải có động lực share cho. Trời ơi, mấy người tào lao bí đao thì share quá trời luôn rồi. Tôi làm nail đẹp vậy mà không share giùm tôi. Đó. Mấy người đâu mà lên đó chửi lộn, đánh lộn thì share luôn. Có mấy trăm người à. Mà tôi làm nail đẹp gì không share giùm tôi. Cho nhiều người biết đến tôi chứ. Đó. Nhớ là nhớ biết tình yêu nha, đừng có bữa Dũng tôi kể câu chuyện đó, có 3-4 đứa nó ngồi sau lưng nó cười, tưởng nó mà biết mình mừng ai nhờ, thì ra cái đầu mình nó hói ở sau lưng nó cười quá trời. Cái đầu mình nó hói chính giữa, nó hói này hói kỳ quá, nó cười chứ không phải nó biết tôi đâu. Phải share bài nha. anh nhìn trẻ mà giọng. Trời ơi, anh hồi xưa anh khổ quá em, ăn khoai mì với lại bị uống, ăn khoai mì với lại giấu khí đá nhiều quá cho nên cái giọng anh nó già, anh mà trẻ. Không có đâu, anh nó chơi, anh đâu có lót ai em, chỉ có người ta ghét anh người ta lót thôi, chứ anh đâu có lót ai đâu. Anh chưa bao giờ biết lót ai, chỉ có người ta lót anh thôi à, tại cái mặt anh đáng ghét quá người ta lót anh thôi. Chứ anh rất là dễ thương. Anh tình yêu rất là dễ thương. Đã nó đặt cái chữ tình yêu là phải dễ thương rồi. Lót là trừ khi nào người ta quá đáng với mình mới lót thôi, chứ còn bình thường anh đâu có lót đâu em. À, trước mới xem em còn gọi anh tình yêu là chú, giờ gọi bằng anh hả? Gọi tình yêu gọi nên cái đó là cái đó mà gọi bằng thằng chú là tôi dặn á, tôi lót thiệt đó, đừng gọi bằng chú nha. Đừng gọi anh bằng chú. Dạ cảm ơn chị channel. Chưa đẹp đâu chị ơi, tí xíu em làm xong mới đẹp, chưa có xong cái này, chưa có xong bộ nail đâu mà đẹp, tí xíu ra nó mới đẹp nha, tí xíu còn bỏ tùm lum trên đây hết. Em còn làm tùm lum hộp xoàn lên trên đây mà. Em còn rắc hộp xoàn nè, bỏ hộp xoàn nè. Lên trên đây nè, rắc hộp xoàn lên trên đây mà. Có những cái mình cần phải coi từ đầu tới đuôi là tại vì sao? Tại vì muốn coi từ đầu, muốn anh em chị em coi từ đầu tới đuôi á, là để anh chi, để mình hoàn thành một cái bộ nail, mình biết được cái cách làm như vậy. Chứ còn bây giờ biết cách đắp bột của anh chị em ra hồi, có những cái bộ vòng tay sau cùng mình coi có những thứ phía sau gắn hộp xoàn rồi mình chưa coi làm sao mình hiểu được. Nhìn thấy không? Rồi em thấy đẹp rồi đó, tí xíu nữa là lộng lẫy. Đúng rồi, tí xíu nữa tình yêu sẽ
tí xíu tình yêu đó, tình yêu sẽ bỏ hộp xoàn lên đây nữa, cho nên rất là đẹp, tại vì chưa có xong. Nói chung mình làm bộ tay á, mình phải có hộp xoàn lên nhìn nó mới sang, tại vì tình yêu, bên tình yêu là đa số là nó gắn hộp xoàn nhiều, anh chị em hiểu không? Bên tình yêu gắn hộp xoàn nhiều lắm, một ngày á, ít nhất tình yêu gắn ít có tệ tệ gì cũng phải mấy cô đó, cô nào cũng thích gắn hộp xoàn hết trơn. Đừng gọi anh bằng chú mà hãy gọi bằng anh. Đúng rồi. Trời ơi, người ta còn con trai nhiêu nhiễu à. Theo như tiếng Việt Nam mình gọi là còn phong độ đó. Ok. Còn phong độ muốn chết mà kêu bằng chú. Coi sao chịu nổi không? Kêu bằng chú sao chịu nổi? Thấy không? Khi mình đắp bột á, mình đắp bột mình ém nó vô nè, mình ém mấy cái bột vô mình vũa nó rất là sướng, mình vũa nó rất là dễ nha. Có nhiều người mình đắp chiếc khúc này nè, nó dày nó bè ra, mình vũa rất là cực. Cho nên anh chị em cố gắng nhìn cái cách và nghe những cái gì tình yêu nói và tình yêu chia sẻ, đừng bao giờ mà mình đắp cái bột nó bự nó bè ra, mình vũa nó rất là cực nha. Em đặt ít hàng thì anh có gửi không? Dạ có anh chị em. Có, cứ gọi số điện thoại 832-216-7717 nha. Anh chị em nào có nhu cầu đi học lớp tình yêu vào cuối tháng 6 này đó, thì anh chị em sẽ đăng ký nha. Số tình yêu có còn thiếu mấy chỗ nữa là tình yêu đã đủ chỗ. Anh chị em nào có muốn đi học lớp của tình yêu thì nhớ đăng ký giùm nha. Gọi số điện thoại cho tình yêu đang đặt chỗ, tình yêu chỉ còn mấy chỗ nó là đủ rồi, tại vì đợt này tình yêu không có nhận nhiều, nhận chỉ có mười mấy người thôi à. Hồi xưa còn nhận đông chứ, là gì biết sao không, không có dịch, còn bây giờ họ không cho tụ tập nhiều cho nên mình nhận vừa đủ thôi à. Hello anh Kevin, hello Andy, khỏe không mọi người? Hello Đào Phan, hello mọi người nhé. Tình yêu vừa làm vừa coi comment trả lời. Open, yeah, relax. You tired? You do? Oh, you work all day. You work all day like me too. Giờ mình vũa nha anh chị em. Ok, mình vũa nè, mình vũa bằng cái đầu nhọn trước nè. Lúc nào mình cũng vũa bằng cái đầu nhọn trước. Đó, mình vũa nè. Em biết làm rồi mà không đẹp như dạ, chị nói sao em không hiểu. Em biết làm rồi mà không đẹp như anh thì học sao hả anh? Thì em vẫn dạy bình thường thôi, dạy làm sao cho làm cho nó đẹp. Dạ, thật sự anh chị em đi học mà tình yêu cũng lấy tiền mà cảm ơn gì, tình yêu cảm ơn ngược lại á. Tình yêu cảm ơn anh chị em đã tin vào tay nghề của tình yêu, đi học cho lớp của tình yêu á. Nhưng mà tình yêu đã đi dạy nhiều lớp rồi anh chị em. Có nhiều anh đi học về là mọi người đều làm tốt hết. Không có gì. Nói chung từ xưa giờ tình yêu đi dạy giờ cũng biết bao nhiêu người ra nghề rất là ok. Về làm rất là tốt. Không có bị sai sót gì hết. Ví dụ như có người nào về họ chưa có hiểu những cái chỗ làm thì họ sẽ gọi cho tình yêu họ hỏi. Hello Yên Hoàng, Yên. Nhớ nha, anh chị em nào có nhu cầu nào muốn đi học nhớ đăng ký nha. Người đã hẹn không rồi. I have an appointment for Bethany, 5 o'clock. Yes.
Làm cho nó uống. Anh ơi sao bột thường em làm không hở nhiều nhưng bột màu hay hở và do bị gì vậy ạ? Ok, bột thường á, thường thường cái bột thường á là cái bột lia, nó rất là giữ chặt hơn là những cái bột màu. Khi cái bột màu nó hở là lý do tại sao anh chị em không? Anh chị em á, cái bột lia đó, anh chị em nhớ á, là anh chị em giãn tay là tại vì sao nó clear, anh sợ anh chị em không có dám, anh chị em không có sợ, anh chị em đẩy sát vô cuticle và anh chị em đập. Còn cái bột màu á, cái bột màu anh chị em chuyên gia em mình thấy 10 người hết 10 người á là đắp cục bột vô cứ thơm cục bột, không bao giờ chịu đập cục bột. Ok, mình phải đập cái cục bột cho nó giống như cục bột clear vậy đó. Tại vì anh chị em theo như mình hiểu á, là anh chị em lấy cục bột màu, anh chị em đẩy vô sát cuticle, anh chị em sợ nó bị dính vô cuticle, cho nên anh chị em thơn cái cục bột màu đó. Cho nên á, cái cục bột màu nó không có sát xuống cái móng. Rồi thứ hai nữa là anh chị em không dám dũa nhiều. Tại vì sao? Dũa nhiều nó sẽ bị nó hở ra cái chân móng. Cho nên nó có nhiều yếu tố, cho nên anh chị em phải khắc phục. Thấy tình yêu đắp bột không? Bột màu hay gì tình yêu đắp rất là sát, nhưng lúc nào tình yêu cũng đập cục bột, đập cho nó vô trong cái cuticle và nó sát vô trong cái cuticle, và nó sẽ khi mình đập cái cục bột như vậy nó sẽ nén xuống dưới trong với cái móng thịt của khách hàng. Và thứ hai nữa là tình yêu dũa, thấy tình yêu dũa rất là kỹ. Anh chị em nhớ đắp bột đừng bao giờ cho nó lòi cục bột ra khỏi cái móng một chút nào hết á, nó phải ôm sát thiệt sát. Thấy tình yêu làm nó phải sát không? Nó sát vô trong cuticle không? Và thứ ba nữa là anh chị em nhớ bột màu anh chị em phải xài liquid EMA, không thể nào xài liquid MMA được. Nếu anh chị em nào mà xài liquid MMA á, anh chị em xài á, nó sẽ bị hở rất là nhiều. Tại vì sao? Bột màu cái bản chất của nó sẽ hút nước nhiều hơn là bột thường. Ok, bột màu nó sẽ hút nước nhiều hơn là cái bột thường mình đang đắp. Cho nên anh chị em sợ nó chảy, cho nên anh chị em xài cái liquid MMA đó nó không có đủ cái nồng độ để nó đốt cái cục bột đó, cho nên nó sẽ bị khô. Và nó bị khô đó, thì nó sẽ bị hở rất là nhiều. Đơn giản là vậy thôi nhé. Rồi đó là những yếu tố mà cái lý do tại sao cái bột màu nó bị hở là lý do nhiều là như vậy. Anh chị em cố gắng khắc phục lên. Đắp bột gì cũng vậy, cũng phải đập. Và nhớ cố gắng, ví dụ như cái tình hình mà đắp cục bột màu mà nó bị khô quá là do cái liquid nó làm cho cái bột không có nhão, nó làm bị khô. Mà khi mà nó khô rồi, anh chị em không dám làm lâu giống như tình yêu. Là tại vì sao? Nếu mà làm lâu nó sẽ bị khô. Cho nên anh chị em cứ thơn cái cục bột. Anh chị em thơn cái cục bột nó để chi? Để cho nó lẹ, để anh chị em vuốt nó xuống rồi chứ thôi nó khô rồi sao? Thì nếu như vậy thì nó sẽ không có nén xuống cái móng thiệt, cho nên nó dễ bị hở là như vậy đó. Nó không có chắc. Liquid EMA, đúng là liquid EMA là mình nói nôm na nó là liquid solar đó anh chị em. Nó gọi là liquid solar đó anh chị em. Anh chị em cố gắng mua cái liquid đó về xài. Rồi bây giờ tình yêu sẽ dũa cái đầu dũa mình nha. Đây là cái dũa mịn, dũa này là dũa ceramic của tình yêu nè, dũa rất là sướng đó. Dũa nhẹ thôi, thí dụ mà nó dài quá thì mình đưa nó vô bớt nè. Đó. Thấy tình yêu dũa không anh chị em? Dũa rất là nhẹ nhàng, không có đè cái đầu dũa. Tình yêu nói rất là nhiều anh chị em, đừng bao giờ mình đè cái đầu dũa, mà dũa bột không bao giờ dũa xuống, mà chỉ có dũa ngang mà thôi nha.
mình thấy có nhiều anh chị em làm nail đắp cho dày vô xong rồi đồng lại cái đầu dũa là dũa sạch 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 xuống như vậy là sai, không có đúng. Đắp là mình phải canh cái móng làm sao cho nó vừa thôi, chứ không thể nào mà đắp dày lên đây xong rồi dũa xuống. Giống như mình làm như vậy có nghĩa là nó mất thời gian quá nhiều, tại vì cái móng trên đây mà tự nhiên không mình đắp lên xong mình dũa xuống, mình nghĩ làm sao cái móng mình đã đắp lên rồi mà tự nhiên còn phải dũa xuống lại nữa thì cái đó hơi bị bậy rồi, đúng không? Nhớ là mình phải canh làm sao lấy cục bột nó vừa cái móng thôi, để mình dũa cho nó nhẹ nhàng. Thứ hai nữa là không có mất thời gian để dũa, tại vì đa số tình yêu thấy theo như tình yêu biết á, là anh chị em cứ nghĩ là đắp lên cho nó dày để chi cho nó không có gãy. Thứ hai nữa là khi mà anh chị em đắp cái bột màu này nè, anh chị em không có khéo tay, anh chị em đắp nó sẽ bị rất sợ nó bị thiếu bột hai bên hông. Cho nên anh chị em lấy cục bột rất là nhiều và nó sẽ bị dày. Mà dày rồi khi nó khô lại á, mình thấy ôi sao nó dày quá. Đỡ đầu làm theo thành một cái thói quen, cho nên anh chị em làm nó sẽ bị dày. Rồi anh chị em dũa rất là nhiều, còn tình yêu không có dũa nhiều. Anh chị em thấy tình yêu dũa không, rất là nhẹ nhàng, không có dũa nhiều. Đó là cái quan điểm của tình yêu là đắp bột cho gọn, dũa rất ít. Là tại vì sao? Khi mình đắp bột á, mình đắp bột là nó sẽ không ảnh hưởng tới cái tay của người ta rất là nhiều, tại vì mình đắp bột nó sẽ không bị đứt tay. Ok, còn cái này mình dũa nhiều cái này nè, nó sẽ bị đứt tay. Đó là cái phương châm mà tình yêu hay nói hoài là như vậy. Nhớ cố gắng đắp bột cho chuẩn. Mình đắp mình nhớ cố gắng khi mình dũa đó, mình dũa cái đầu này, phải dũa cái đầu nè cho nó mỏng, nhìn nó natural. Khi nó cái móng đó, người ta nhìn vô nó rất là natural, nó không có nhìn dày đó, nhìn cái móng nó rất là natural. Hello anh Rít Hà, khỏe không anh Rít Hà? Nhớ nha, tình yêu dũa cái cuticle rất là sạch. Là tại vì sao anh chị em hiểu không? Khi tình yêu đắp bột á, tình yêu lúc nào cũng đọc cái cục bột cho nó dẹp xuống, đừng có thơn cục bột vô đó, đẩy cục bột vô là để yên như vậy là không được. Đập cục bột là phải đập xuống cho nó ém vô trong đó, cho nó mỏng. Nhìn khi mình dũa cái cuticle nó rất là tròn. Cái phần quan trọng nhất là cái cuticle nhìn nó đẹp. Ok, nhìn khi mình đắp cục bột mình dũa ra cái kia đứa cổ nó tròn, nhìn cái bộ tay nó rất là đẹp. Cái ở trong này mình dũa cái đầu dũa nhọn rồi, mình chỉ chạy sơ một cái thôi là xong rồi, mình không cần phải dũa nhiều nữa. Anh chị em thấy không, mình không có nên dũa nhiều nha. Thấy tình yêu dũa không, anh chị em thấy tình yêu dũa không, rất là nhẹ nhàng. Không có đè cái đầu dũa, mình chỉ cần để cho nó chạy thôi chứ mình không có đè. Nhớ nha, mình không có đè, cho nó láng mà, để nó là mình làm cho nó láng. Can you open and relax? Thank you. Đó, cho nên là khi mình làm, mình nhớ cố gắng, mình đừng có đè cái đầu dũa. Mình thấy tình yêu chạy là biết rồi, gì nó không có đè, để cho nó chạy, cho nó láng thôi. Dạ có anh chị em, có ship đi hết tất cả châu Âu luôn nha anh chị em. Tình yêu có ship tất cả qua châu Âu hết.
Anh chị em nào có muốn muốn mua thì nhớ vô trong Messenger của Uyên Nguyễn đó, nhắn tin cho Uyên Nguyễn ha, hoặc là gọi số điện thoại 832-216-7717. Anh chị em nào thời buổi này có Viber, anh chị em nào muốn gọi nước ngoài không cần tốn tiền thì mình gọi bằng Viber ha. Mình download cái Viber về mình gọi, nó sẽ không tốn tiền. Còn ví dụ như mình sợ tốn tiền, mình không biết nữa thì mình có cái Messenger của Facebook đó, thì mình gọi bằng cái đó cũng được. Rồi mình nhắn tin qua cái order bằng cái đó, rồi qua bên đây sẽ đi hỏi cái order của mình là order bao nhiêu tiền gửi. Rồi mình sẽ báo cho anh chị em biết, là nếu anh chị em đồng ý mua thì sẽ gửi đi thôi. Ok, rất là đơn giản, không có gì khó cả. Có cái là quan trọng nhất là có muốn mua hay không thôi, vậy thôi. Anh chị em thấy tình yêu dũa không? Cái nhìn cái móng nó rất là gọn. Tại vì sao? Mình dũa từ bên phải, dũa qua hết bên trái, dũa hết cái móng. Chứ không phải là mình dũa ở trên này không nha. Primer cho bột màu loại nào tốt? Loại primer nào cũng được em, không cần phải cái primer đặc biệt gì đâu. Anh xài cái primer cũng bình thường lắm, không có gì hết. Cái quan trọng là anh, giống như anh đã nói rồi đó, là anh chị em phải xài cái liquid tốt, xài cái liquid cho nó tốt để nó đốt bột cho nó chín. Chứ còn anh chị em xài cái primer có tốt cỡ nào đi chăng nữa, mà anh chị em xài không có đúng liquid đó là không có đúng liquid đó là cũng như không. Hay là anh chị em xài bột không có tốt cũng như không, nó cũng cần có tác dụng gì hết. Rồi bây giờ mình dũa sơ cái nữa để mình trang trí nha. Nhớ lúc nào mình cũng phải quay cái tay của khách hàng này, mình dũa cái đầu này cho nó thẳng nha. Ok, lúc nào cũng vậy, chứ không nó bị méo á. nhớ là phải quay cái đầu lại, dũa cái đầu, cái móng đầu tiếp nó sẽ cho nó thẳng. Nhớ nha, đừng coi giờ mà quên hết, phải quay đầu lại dũa cho nó đẹp. Đó, dũa nó sẽ thẳng ra, nó sẽ đẹp. Lúc nào mình cũng phải dũa lại để cho cái đường lên này nó thẳng nè. Tại vì sao? Khi mình đặt cái dũa dưới á, nó bị có, nó bén ở dưới này nè, nó nguy hiểm lắm. Cho nên mình dũa cái xếp này lại, nó sẽ một lần nữa, nó sẽ tốt hơn cho khách hàng. Đó, nó sẽ không, nó không có bị. Đấy, đừng có làm biến, mấy cái này là mình phải làm lại hết nha. Phải làm lại một lần cho nó đẹp. Nó quay cái móng tay lại dũa này cho nó thẳng.
Ok, rồi mình bóp vào. Go wash your hands. Ok, giờ mình trang trí cho anh chị em coi nha. Bây giờ thì mình sẽ rắc cái hộp xoàn này cho anh chị em coi ha. Rắc cái này. Trước khi mình làm cái này mình nhớ nè. Đó, để sẵn những cái này qua bên đây. Cái này ở đây. Nhớ mở cái nắp nhưng mà đừng có mở hết, để đây sợ nó bị đổ. Ok, rồi. Bấm cái đèn nè. Rồi, thì mình sẽ chỉ cho anh chị em làm cái này nha. Anh chị em coi ha. Dùng cái cọ treo đây, anh muốn dâm ra chút cho nó rõ không đó. Rồi lấy cái này nè, mình quét lên. Ok, quét lên nè. Mình phải để cho cái treo này nó dày nó dày trong thời nó không có giữ hột nha. Nhớ cố gắng là mình đưa vô nè, mình vuốt hai bên đây nè, mình vuốt hai bên đây nè. Ok, rồi mình dùng cái thóp nè, mình bỏ lên nè. Đây, cái thóp mình bỏ lên luôn. Yeah. Đó, mình bỏ lên luôn. Xong rồi mình làm cái gì? Mình vào vuốt một cái nữa. Xong rồi mình lấy cái hộp xoàn nè. Đây, lấy cái hộp xoàn bự nè, mình bỏ lên đây. Nè, một. Đây, bỏ rời ra nha. Đó, bỏ 3-4 hộp thì thôi. Rồi. Xong rồi mình làm cái gì?
nè, mình mua cái này qua bên đây đó, là mình đem cái này bỏ lên đây đó nè, mình đổ nhẹ thôi nè, mình rắc lên đây. Rồi mình phải đè đè bằng cái ngón tay, lấy cái mũi tay này, lấy cái bàn tay này đè đè nó xuống đó, đè vô cho nó đẹp. Ừ, thấy chưa, chị em thấy nó đẹp không? Ừ. Rồi bỏ vô trong cái đèn. Thớt này mình bỏ lên có bị dính cọ không? Dạ không. Bỏ thóp lên luôn nè. Rồi bỏ hộp sòn lên nè. One more time. Rồi mình rắc nè, để cái tay sát xuống cái gỗ nè. Là có dính cái cọ của mình quét á, nên nó là không có dính. Đẹp không? Nhìn nhức nách luôn á. Rồi bỏ vô. Rồi giờ xong xuôi mình dọn cái này bớt, dọn cái này trước đi, để nó đổ hột sòn vô đây đó, nhớ dặn lại bỏ vô xài, giữ lại xài, chỉ có một món thôi. Đẹp bà cố luôn. Dạ đẹp lắm, đẹp nhức nách luôn. Rồi bây giờ mình quét hộp, quét để mình giữ gắn hộp sòn nha. Đó, gắn hộp sòn để đây, hộp sòn dày nè, treo nó dày lên đây nè. Đó, giờ lên đây. Xong rồi mình vuốt hai bên đây nè, đó, mình gắn hộp sòn là mình phải vậy để cho nó đẹp. Bỏ cái thóp lên luôn nè, đó. Xí, bỏ cái thóp lên. Ồ, Tình Yêu có bán ha, anh chị em nào muốn mua thì gọi cho Tình Yêu ha. Anh chị em nào có nhu cầu muốn xài cái kiểu giống như Tình Yêu thì gọi cho Tình Yêu. Ok, số điện thoại là 832-216-7717. Gắn hộp sòn kiểu này rất là chắc. Ok, đó. Nhức nách quá lên. Nhức nách qua đây anh gãi cho. Qua đây anh mua thuốc cho uống.
Thấy không chị em, đẹp lắm nhá nha. Rồi bỏ vô, thấy không, khi nó ra là đẹp cực kỳ luôn đó. Thấy không, nhìn nó nè, nó không có rớt, nó không có rớt đâu, sợ ok, nó chắc nguội luôn. Đó là cái mình bí quyết mình làm. Chị em là có nhu cầu nào muốn mua thì gọi số điện thoại nha. Muốn mua gắn theo kiểu giống như tình yêu, nhanh gọn lẹ đẹp, không có bị problem nhiều. Hơi bị nhỏ gọi, hộp bị nhỏ gọi là gì? Ồ, cái này gọi là crystal pixie, ok, cái đó mình gọi là crystal pixie. Cái đó người ta kêu bằng họ Việt Nam mình gọi là hộp sòn rắc á. Nó giống như muối tiêu vậy, rắc 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 rắc. Bây giờ nó lên giá mắc lắm anh chị em ơi. Một hũ bây giờ hồi xưa bán 19 đồng, bây giờ nó bán 28 đồng. Cho nên tình yêu không có bán một hũ mà bây giờ 19 đồng mà nó bán 28 đồng. Anh chị em nghĩ sao, nó lên lần 9 đồng chịu không nổi. Lên mà chóng mặt luôn, lên mà không dám order bán luôn. Okay, là nhìn rất là đẹp. Okay. Mấy cô này thích trang trí lắm, thích trang trí hộp xoàn lắm, nó đẹp. Anh chị em nào mà mấy người nào thích gắn hộp xoàn mà mua cái này về gắn cho nó lẹ. Chứ anh chị em mình nhỏ lu mà vô tình mình nhỏ cái lu á, nó dính vô đây một cái là xong luôn. Nó dính vô cái lu cái mình thôi, gái thì gỡ ra không được. Còn cái này mình di chuyển được rồi mình mới bỏ vô đèn. Nó lợi hại là cái chỗ đó đó. Nó lợi hại là khi mình làm xong rồi mà mình không thích mình mua là mình di chuyển cái hộp xoàn vẫn được nha. Rồi xong rồi lúc đó mình mới bỏ vô trong họ trong đèn nha. Mình bỏ vô đèn mà nó khô là nó dính cứng á. Anh chị em thấy làm bộ nail khổ không, cực không? Nhưng quan trọng nhất là cuối cùng vẫn là gì? Tiền nhá, tiền nhá. Nhưng mà không phải giống như mấy anh kia nổ đâu, bộ tay 5-600 nha, không có đâu. Tình yêu làm bộ nail giỏi lắm, chừng trăm mấy là dữ lắm rồi, không có nhiều đâu anh chị em ơi. Không có bộ nail là lên 5-600 đâu. Mấy người đó chắc thuộc dạng là điện tử luôn, bơm mà bơm điện tử luôn, như bơm dừa nữa. Bộ nail tình yêu làm đơn giản lắm, trăm mấy là dữ lắm rồi. Nó có bộ nail mà lên 5-600 như mấy anh đại ca trong mấy cái Facebook kia nói bộ tay 5-600 đồng. Chắc mấy người đó rất nghi ở Việt Nam, ở gần đâu biết không? Ở gần Trảng Bom á. Mấy anh chị em biết Trảng Bom không? Trảng Bom nó gần chỗ Biên Hòa đó. Bộ tay gì mà 5-600 nghe ớn luôn. Dạ có, hộp xoàn em cũng có bán luôn nha. Hộp xoàn này là hộp xoàn Rarovski á, nó là Rarovski, nó rất là sáng. Nó sáng lắm. Sáng ghê hồn luôn.
nhìn nó là hả ghiền luôn. Còn mấy cái hộp sòn kia anh chị em mua về biết không, anh chị em mua về anh chị em xài á, mà nó không phải loại cái đó, nó không có tốt, nó không có sáng lâu, dán lên cái nó mờ, 2-3 ngày sau nó mờ, khách nó không có thích. Đó, anh chị em mua cái này về anh chị em xài là đúng luôn, nhìn là nhức nách luôn. Ừ. Bên chú mở tiệm rồi à. Nói là bên chú mở tiệm rồi con. Đúng rồi, anh chị em nên nhớ, không có cái bộ nail nào mà 500-600 đô mà giống như mấy anh ở trong đó nói đâu, không có đâu nha. Bộ nail 100 mấy là ok rồi, chứ đâu ra có mấy trăm đồng. Chị em thấy không, khi mình bỏ hộp sòn lên nhìn nó nhức nách luôn, nhìn mấy cái móng này mình design nhức nách luôn, đẹp lắm anh chị em, nhìn nó lạ mà nó đẹp nữa, mình thích lắm. Mấy cái kiểu này mình làm mình cũng thích lắm, thật sự là như vậy. Nó ra một cái là đẹp cực kỳ luôn, đẹp nhức nách luôn á. Đó, bỏ treo lên là nó đẹp, nó lòi cái kim tuyến lên nó ra đẹp. Mấy cái móng này nhìn nó không có gì khó khăn mà rất là đẹp. Cái phần mà mình làm như vậy nè, mình làm như vậy nè, nó hơi lâu, nhưng mà mình làm bộ nail ra nó cũng đáng giá cho có cái công của mình làm, thấy không? Đó, mình gắn hộp sòn là nó lâu, nhưng mà cái bộ nail mình ra mình lấy là rất là đáng giá, nó cũng không, nó còn hơn cái tiền bộ nail thường mình làm nữa. Bộ nail thường mình làm 30 đồng, 35 đồng là bột thường. Còn cái này mình làm bộ tay này, nhiều khi mình ăn cả 100 đồng nó khác chứ, đúng không? Nhìn đẹp luôn. Đó, chỉ cần chút xíu nữa là mình lượm tiền rồi. Đó. Màu nu số 14, N14 em. Đó. Cái màu này là màu Ten N14 nha. Tí xíu nữa anh sẽ ghi lại trên cái trang Facebook mà anh like nè. Cái màu này là màu N14. Đúng rồi, phải đáng đồng tiền bát gạo chứ. Anh chị em thấy không? Nhìn nhức nách luôn. Về bị bệnh nách luôn, đi bác sĩ không kịp. Nói mà té cười luôn nè, ho luôn. À. Đúng rồi em, N14 em ơi. Uống miếng nước là để té ho. Sắp sửa lượm tiền nè. Lượm tiền xong về mình đi câu cá. Về cho má nó nấu canh chua. Đó, nhìn thấy không? Lên một cái là thiệt á, nhìn chóng mặt luôn. Thóp bóng lưỡng à, thấy không? Bò tay ra nhìn đúng đẹp. Rồi gắn ngón cái, thường thường ngón cái mình không có nên gắn nhiều. Ngón cái gắn một hộp thôi cho nó lẹ, tại con cái ít có ai, người ta ít có ai coi lắm, người ta coi cái ấy không à. Con cái mình gắn ít thôi. Rồi gắn 2 hộp thôi, hộp lớn với hộp nhỏ thôi. Đó. Để đây nè. Nó đỡ hao hộp sòn mà nó đỡ tốn thời gian nữa.
Như vậy là xong rồi, là mình bỏ vô đèn thôi, vuốt hai bên, nhớ khi mình bỏ vô đèn là phải vuốt hai bên nha. Rồi. Trời ơi, bàn tay nè, nhức nách luôn. Nhìn coi. Ôi nành na. Chị em nhớ nha, nhớ nhớ lần sau coi like là nhớ share cho tình yêu nha, đừng để tình yêu năn nỉ nữa nha, mỗi lần làm là phải share nha, vô coi là phải share. Share là phải luộc dạng share tăng chứ không phải share thường nữa. Share chót cũng không bằng nữa nha, phải nhớ là phải like, like là phải share nha. Lấy đó làm động lực để like tiếp chứ. Nhiều khi anh chị em biết không, làm like này á mà có nhiều người coi á, mình hào hứng lắm đó. Anh chị em phải chịu khó share vô cho tình yêu, rồi tình yêu mới động não rồi làm những cái bộ nail design rồi cho anh chị em coi đó. Ok rồi. Rồi trong thời gian đó mình dọn dẹp em đắp ombre hay bị lip, không biết là phải do bột em phải mua. Đúng rồi em, cái đó do bột của em rồi. Bột nhiều khi anh chị em mua bột nó mau khô quá, nó khô quá cái liquid đó, cái liquid của mình nữa. Cái phần liquid nữa, nhớ mua liquid loại tốt nha. Liquid EMA về xài loại tốt. Về xài, nếu mà về xài mà bột cũng do phần bột nữa nha, bột tốt nữa nha. Anh chị em phải xài bột tốt chứ đừng có xài bột rẻ tiền. Yeah. You do that one time, this one time, okay? I clean up for one more time and one more time. Hey. Ha. Chờ chờ chút đi. Sữa ngón sáng nó vô rồi. Rồi. Give that hand on. That hand on. Ok, xong giờ mình nhớ phần cuối cùng là cái gì? Phần cuối cùng là nhớ bỏ dầu nha anh chị em. Bỏ dầu, bỏ dầu, bỏ dầu. Đó, nhớ bỏ dầu cho khách hàng. Đó. So, what's up? You can go over the bill. Come here. Huh? Come here. Give me the hand. Huh? You can go to the bill real quick. You almost done? Almost done. Go to the bill, yeah. Oh, okay. We'll be outside. You okay? Yeah, yes. Open 18. Really? Yeah. Tình yêu sẽ cho chị em coi là nhức nách luôn nè. Tự nhiên cái tay của này nó không có thẳng, cái này nó thẳng. Hey, look. Hey. I'm sorry for what happened a long time ago. I ain't even gonna lie. I was childish. I'm sorry for what happened. I'll take full responsibility. I'm sorry. You ain't deserve that. And like I told you and Kayvon, it wasn't towards you, it was towards Adrian that day. And Kayvon knows everything. I don't know if she ever told you, but I did apologize. You apologized to her, but not me, though. But she didn't even have to do all that, Kate, because we never had problems. And for that's you to just thing. And for you to just start yelling at me in the middle of school, in front of everybody like that, especially your mom, that was real rude. I know, and it was disrespectful to my mama, too. That's why I told her I was sorry. And I'm sorry to you, too. You know, you ain't deserve that, and I'm real sorry for that. Okay. Get it home, man. And see you one more time when you go home. And bye-bye, mọi người nha. Hello. Together. Yeah, together. Thank you, Dika. Thank you. Okay, anh chia sẻ cho mọi người rồi. Cho mình mấy trái tim nha. Hello. Cho mình mấy trái...
Rồi, xe máy bay mọi người nha. Chúc anh chị em cuối tuần vui vẻ. Bye bye nha. Bye mọi người. Dạ đúng rồi.